xuống. Mà cái này thì chỉ có ở Phan Thiết mới có thôi đúng không cô? Bao nhiêu quá à? Mấy này mấy gì vậy chị? Thái, Thái hả? Mình cá hành chấm dữ chứ vậy? Tôm to, mực củ kiệu, rồi đồ chua, họ làm xong rồi nè cô chú anh chị các bạn. Ở đây là đường Trần Phú ha cô chú anh chị các bạn. Bên này là Tết cũng gần đến rồi, thì hai bên đường thì họ sẽ bán những cái món đồ Tết như thế này. Bao lì xì. Rồi bên kia thì họ treo bán lồng đèn ngày Tết. Mình sẽ đi hết dọc con đường này, vòng qua bên đường Chợ Lớn để cô chú anh chị và các bạn mình sẽ nhìn thấy được cái náo nhiệt của chợ Tết ở tại Phan Thiết ạ. Ở đây thì cửa hàng vải nè, chợ Tết hoa, hoa mai, hoa đào, lồng đèn. Mình quay xa để cô chú anh chị các bạn dễ nhìn. Ở thì ở trên đường này có 2-3 cái ngôi nhà họ sẽ bán lồng đèn hoa như thế này, vừa bán lồng đèn vừa bán hoa. Thường là ở Phan Thiết là những cái cửa hàng bán tiệc cưới á, cho thuê đồ cưới thì họ sẽ bán những cái lồng đèn và hoa ngày Tết. Đây là cửa hàng Ngọc Hòa, bán tượng Phật rồi những cái đồ thờ cúng ở ngay lòng chợ. Mình sẽ đi vào trong lòng chợ ha cô chú anh chị các bạn ha. Thì Tisu quay lại khung cảnh này để giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn mình ở xa quê, không ở Việt Nam, hoặc là cô chú anh chị và các bạn ở những tỉnh thành khác, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự ấm áp, nhộn nhịp gần đến Tết của thành phố Phan Thiết ạ. Đây là chợ Phan Thiết, chợ lớn. Ở bên này thì họ bán đậu phộng, rồi bán táo, rồi bán hoa sứ, rồi cà phê vỉa hè. Mình sẽ đi vào trong lòng chợ. Mình sẽ đi hai bên hông thôi ha. Còn hôm nào thì mình sẽ đi lòng chợ sau. Ngày mai là ngày rằm cho nên là mọi người bán hoa nhiều, trái cây. Đó, trái cây hai bên đường. Ở đây thì đặc biệt là gần đến Tết thì ở đây họ bán cơm nổ. Đây là cơm nổ. Đó, cô đây đang sàn cơm nổ nè. Này là để đóng cơm cho ngày Tết đó cô chú anh chị các bạn. Này thì ở trên Phú Long thì họ có nguyên một cái khu đang cơm nổ như thế này. Thì Tết thì họ bán, nhà thì sẽ đóng cơm để ăn Tết. Rồi trầu cao, hoa. Thì nãy giờ Tisu đi vào phía trong lòng chợ này cô chú anh chị các bạn. Chợ này là chợ lớn nhất ở thành phố Phan Thiết. Và thông thường là ở chợ này thì họ bán nhiều đồ lắm, bán đủ thứ đồ. Và cô chú anh chị các bạn thấy phía sau Tisu, từ ngoài đường vô là họ sẽ bán, nãy là mình kể là cấm nổ nè, rồi bông, rồi trái cây nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong chợ xem thử họ bán cái gì ạ. Tiếp theo là mình sẽ thấy món bánh kẹp. Món bánh kẹp này là thường Tết là nhà nào cũng có nè. Đó. Rồi gỏi cuốn. Đây cô bán gỏi cuốn nè. Cô này bán gỏi cuốn lâu lắm ở trong chợ Phan Thiết nè. Coi cô này, coi cô gói một chút xíu ha, rồi mình đi. Cái này
thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn vào chợ Phan Thiết vào tầm giờ này, bây giờ là 11 giờ trưa, thì mình sẽ ghé lại đây mình ăn được cái món gỏi cuốn rất là ngon của cô ở đây. Một cuốn là 12 ngàn. Cô chú anh chị các bạn thấy đôi tay điêu luyện không? Cô này bán có mấy chục năm rồi ở chợ Phan Thiết á. Chắc mà ai ngày xưa mà đã từng ở Phan Thiết thì nhìn cô là thấy là khá quen. À, bây giờ là cuốn. Ở đây còn mẫu bà vô á. Rồi mình sẽ đi tiếp ha cô chú anh chị các bạn ha. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Đây là hàng gia dụng. Ở đây là hàng củ kiệu, phần củ cải. Dạ không mua sổ ăn gì luôn. Tại vì đây là hàng chị mà kiểu là đá cô dâu. Chị còn công chuyện gì mà cái chỗ này nữa. Năm nay kiệu mắc không chị? Năm nay kiệu có mắc không? Không, mua năm nay kiệu không có mắc. Giá bao nhiêu anh chị? 40-45 ngàn. À, đầy đủ lắm, nhiều loại kiệu. Dạ, đó. Dạ. Có 40-30 nữa. Cảm ơn chị nha. Mình sẽ qua đây thì có hàng hộp dưa, hộp bí nè, rồi trái trầu cao. Dạ, cảm ơn chị. Này lá dứa nè, bánh bèo nè, vừa mới ra lò là em đang bán mì kẹo đậu phộng đặc biệt giòn thơm. Thì ở đây cô chú anh chị các bạn ở phía sau lưng Tisu là có một cái xe bán kẹo đậu phộng, mà cô có biết các bạn kẹo đậu phộng đặc biệt thơm ngon vừa mới ra lò là em đem bán liền, giờ qua mua thử ha. Chị ơi, đây miếng kẹo đậu phộng đi, em không mua cái này tiếp chị đấy hả? Bao nhiêu tiền á chị? Không, bán cho em bị 10 ngàn ấy. 10 ngàn hả? 10 ngàn đi bán. Đây em ăn 10 ngàn thôi. À, 10 ngàn, 10 ngàn kẹo đậu phộng này cô chú chị các bạn. À, mình có ở ngoài thử không? Không, không cần thử. Không cần thử. Không cần thử. Cảm ơn nha. Cái bạn đó thì cũng không cần thử gì đâu. À, thì đây là cái kẹo đậu phộng Tisu mới vừa mua rồi cô chú anh chị các bạn thấy là 10 ngàn. 10 ngàn kẹo đậu phộng. Giờ nó vừa mới ra nọ là em đem bán liền. Cô chú anh chị các bạn thấy chợ quê không? Cắt mít nè. Cắt mít xiền luôn à. Năm nào cũng có. Cho mình lấy lên luôn hả? Ôi ơi, mẹ
là mình bán bao nhiêu một ký? Nó ra vậy là 40 thì 25. Cái này là 25 các nguyên trái. Mà vỏ muối vậy là 40. Chị chủ mít dễ thương quá, cảm ơn chị nhiều nha. Bây giờ mình đi qua cái chợ trái cây đi qua rồi, giờ mình đi vô chợ chợ cá. Không biết là gần Tết thì cá có nhiều hay không. Ở đây là chợ cá, chợ thiết nè. Mình sẽ đi dọc qua đây.
Dạ, quanh một vòng chợ. Chợ Phan Thiết bây giờ họ xây lại mới rồi, trong cái bây giờ là chợ mới xây là được mấy năm nay rồi. Không còn chợ cũ ngày xưa, ở đây là chợ lầu, mình đi vô trong lầu á, lên lầu thì trên đó bán quần áo. Còn cái hướng này á là sẽ họ sẽ bán bánh mứt ngày Tết, đồ khô. Ví dụ như khi mình đi vào đây thì mình thấy là họ bán nhiều món nè, bánh tráng nè, chuối nè, các loại bánh rồi bánh xoài, bánh dế, mắm ruốc, rồi mực, măng khô. Nhiều loại lắm cô chú anh chị các bạn. Ở đây là bên hàng đồ khô. Rồi mình sẽ đi vòng qua lại. Trở lại đây họ bán sản phẩm. Đi một vòng ngoài của chợ lớn, chợ Phan Thiết. Gừng nữa nè cô chú chị, bác đây là mứt gừng ngon lắm nè. Mứt gừng. Ở bên này thì là nem chả, ngon quá. Đó, rồi đóng vô hộp như thế này. Đây là táo nhà vườn nè. Ở đây thì bán hoa, là hoa ngày Tết. Và đây là thấy bán măng nè. Bán măng ngày Tết. Sang đây gà con. Rồi hoa, bao lì xì. Bao lì xì. Và các bạn đi vào hai bên hông của lòng chợ lớn của Phan Thiết, thì cô chú anh chị các bạn thấy là chợ bây giờ so với chợ ngày xưa thì không giống nữa, chỉ có giữ lại những cái con bốn con đường xung quanh lòng chợ thôi, còn cái còn lại thì chợ đã được xây lại cũng cách đây được mấy năm rồi. Thì mình sẽ tiếp tục đi dọc trên con đường Nguyễn Huệ coi thử là trên con đường này thì sẽ có cái gì khác nữa hay không. Nhưng mà Tiso thấy là nhà cửa với lại các cửa hàng như cũ, không có gì khác. Cái này để mình quay một vòng để cho cô chú anh chị rồi các bạn xem luôn. Và ở đây là cửa hàng bán trái cây nè. Mình đi ha, bây giờ mình đi tới cái cửa hàng bán cái lư nhang, lư hương, chân đèn. Ở đây là cô chú anh chị và các bạn, mình nhìn thấy là cái chân đèn nè. Đó là nhà ai cũng trên bàn thờ cũng có một cặp chân đèn này hết, và phải đi đánh móng chân đèn thì ở đây là chân đèn mới. Rồi cửa hàng bán chuyên đồ thờ cúng. Đó, đây là đường Nguyễn Huệ nè. Đường này là đường một chiều á cô chú anh chị các bạn, trước giờ vẫn là đường một chiều từ xưa đến giờ. Đây là cửa hàng bán dây lưng. Hai Tisu đang đi ngược đường lại đi bộ thôi để quay lại cái phong cảnh của cái chợ Nguyễn Huệ này cho cô chú anh chị các bạn. Đây là cái bên hông chợ Phan Thiết trên con đường Nguyễn Huệ đường một chiều. Thì ổ khóa nè, rồi sạch hàng tải. Rồi ngày trước là không có phân cổng, nhưng bây giờ lại họ xây lại phân cổng rõ ràng. Chỗ này là mặt trước của chợ nè. Mọi người đi chợ thì gửi xe ở đây. Bây giờ mình đi dọc hết con đường Nguyễn Huệ này ha.
mọi người đang phơi, để mình coi phơi gì đây. À, phơi củ cải đây. Củ cải này cô chú anh chị các bạn phơi khô cái này rồi xong rồi làm nước rồi chế vô nè, cái này cũng đang phơi nè. Nhìn bên này qua bên kia đường có cái tiệm heo quay Năm Tươi. Heo quay ở đây thì cũng rất là nhiều người mua để cúng rồi ăn nữa. Thì Tị Xu qua bên này đường để quay cái tiệm heo quay Năm Tươi ở trên đường Trần Phú này, giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Để mình nhìn thấy hết được một cái dòng chợ bên ngoài của chợ lớn ở tại Phan Thiết. Giờ này chắc cũng là giờ tan trường rồi cho nên là mọi người đi khá là đông. Mình đi qua đây mình quay cái heo quay này của chú. Đây thì có cả dịch quay heo quay đó, vịt quay tiêu, heo quay Năm Tươi Sài Gòn. Vịt quay này á, thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy là 350.000 đồng một con như thế này. Còn heo quay được quay bán thì sẽ là 300.000 đồng một ký. Đó là cái tiệm ở đây. Thì đây là cái nước sốt. Đó. Bây giờ mình coi anh chặt thịt ha. Bao nhiêu đó là bao nhiêu tiền đó anh? Nửa ký ha. Là 150 ha. 175. Hấp dẫn ha cô chú anh chị các bạn ha. Sốt nè, dưa leo nè, thì dùng chung với lại cái heo quay này. Thì Tí Xu mới đi cùng với cô chú anh chị và các bạn một vòng chợ lớn ở tại thành phố Phan Thiết, đi qua con đường Nguyễn Huệ, qua con đường Trần Phú. Và ở đây Tí Xu đang đứng ở giữa ngã bảy. Thì ở đây người ta gọi là ngã bảy bởi vì là có bảy ngã đi qua những cái hướng khác nhau. Và bây giờ là đang cái giờ mà mọi người đang ca đi làm về, cho nên đường phố bây giờ thì cũng hơi nhộn nhịp và đông. Thì nhân dịp năm mới tết đến thì Tí Xu xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình một năm mới nhiều may mắn, nhiều thành công và đặc biệt là luôn vui vẻ và có nhiều sức khỏe ạ. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip lần sau. Tí Xu sẽ chia sẻ hướng dẫn, chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những cảnh đẹp của Phan Thiết và cái không khí Tết của thành phố Phan Thiết ạ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip lần sau.